Sau hàng nhiệt độ điện chào các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 17 tháng 7 năm 2020. Em lên sóng tiếp tục một con điều hòa di động Sanyo 3 chức năng trong một thôi nhé. Một con điều hòa chức năng làm mát, hút ẩm 20 lít một ngày và chức năng quạt gió. Đấy. À, chức năng trong một có đảo cánh gió tự động này, đảo cánh gió tự động nhé. Có hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật và tốc độ gió này. Về cái con máy này thì em nói luôn, con này là con số 9. Hình thức của nó thì không được đẹp lắm, chung là hình thức bình thường. Đấy, nó không được đẹp mà nuột nà. Con này thì em bán cho các bác là 2.9 triệu. Thì bình thường một con 3 chức năng này thì em vẫn bán là 3.3 triệu. Còn con này thì tất cả mọi chức năng ok thôi nhé, không có vấn đề gì cả. Nhưng vỏ nó không được đẹp. Nói thật là vỏ không được đẹp. Bán cho các bác 2.9 triệu. Đấy, con này sử dụng điện 220V đấy ạ. Các bạn nào không cầu kỳ quá về vấn đề hình thức thì ok, 2.9 triệu các bác nhé. Một con máy rất là hợp lý, có bánh xe di chuyển này, phù hợp với cho các bác làm mát ở trên các cái khu vực như không gian nhỏ, container hay là cabin ô tô, làm mát trực tiếp thay quạt các cái không gian nhỏ. Con em bán 2.9 triệu các bác nhé, các bạn nào lấy liên hệ. Chào các bác.